nhỉ. Quá năm nay mới khôi phục nó mới trở lại là cái ngọn. Năm ngoái không có ngọn vươn. Đây cũng có quả hết rồi. Thế này quả là xài lắm này. Anh Thủy, em hỏi một chút. Những cái năm trước mà cái vườn bưởi này, cái tình trạng của nó thế nào là chính anh? Anh mới lên anh làm cho bác 2 năm ấy. Ừ, thế từ năm 2000 trước 2 năm nay thì cái chất lượng cây anh vào thì nó thay đổi nhiều. Thay đổi nhiều chứ. À thế. Lúc anh lên là cây nó không phát triển nhiều như này đâu. À thế. Thế cái thay đổi trong cái canh tác của anh thì để làm thế nào mà nó chất lượng cây nó lại nâng lên được như này? Năm ngoái bác bón nhiều phân lắm. À thế ạ. Bác dự trữ phân bón cả phân gà đấy. Phân gà này. À, tức là mình thay đổi đây bằng cách là đưa nhiều cái phân hữu cơ, trong đó có phân gà đúng không? À, năm ngoái bác mua cám, bác ủ cùng với vi sinh nhưng mà vâng, tưới. Tưới lên. Đấy. Mà tưới sau cái đợt đấy là cây cối nó bền, cây nó phát triển vâng, tốt vâng. Thật. Đấy. Thế mỗi một cây này thì nếu tính ra cái lượng đấy thì cám đấy là nó độ hết độ mấy cân? Đợt đấy bác mua không biết mua 7 tạ hay là mua 7 tạ cám gà cơ mà. À 7 tạ. Tức là cái loại cám mà người ta có cái thể cám là cho mốc gà con đấy, chứ không phải cám không phải cám cho gà to đâu nhá. Cám cho gà con đấy. Đấy. Bác mua cái cám đắt nhất đấy nên là vườn bưởi nó mới được như vậy. Ừ. Thế còn cái Sumago của em năm ngoái là bác cũng lấy đến 4 lần thì sao, 3 lần đấy. Sumago tưới liên tục đấy. Vâng. Thế nên hôm nay nhìn mình rắc phân nó tan không hết thì mình lại hòa Sumago mình tưới thì là nó phân hủy hết. Dạ vâng. Lại tưới thêm một câu chùm lên cái phần mình ra mình rắc à, à à. Đấy, ui rồi này. Sai thế này. Cái ông này cũng đấy. Nó ra ngay quả đỗ sai thế này. Cây như mẹ ra hàng chùm nay mai những cái chỗ này không đi vặt đi thì có mà. Tỉa đấy, bông mua hai cái kéo cao mà, hai kéo to dài để tỉa quả đấy. Rồi ok anh. Quá tuyệt vời. Với cái Sumago đây thì anh là người làm trực tiếp thì anh tưới bằng cách nào? Tưới mình hòa lên bể 8 khối kìa. À. Nó có hai cái bể 8 khối ở trên kia. Vâng, vâng. Mình hòa Sumago lên đấy cho nó tan đều đi, xong bắt đầu mình dùng các cái ống tưới này. À. Cái đường tưới của anh này. À đây đây, đấy. Cái đường tưới đây đấy. Đúng không? Nên là cứ cắm dây tưới và mở vòi tưới tất cả các gốc cây thôi. À đấy. Nếu thế thì nhàn lắm nhỉ. À. Đây tức là đây đây. Đấy, chứ còn cái bể to thì ở cái trên bể, kia. Cái bể ở trên đỉnh kia này là mình bơm nước ở dưới này lên. Thế cái phân hóa học có cho vào đây không? Có phân nó những phân hạt thôi, phân khi nào mình mà rắc ấy. Mình rắc vào gốc thì mình cái Sumago chủ mình tưới là để cho nó phân hủy phân nhanh này. À. Anh Thủy ơi, qua 2 năm vừa rồi thì anh thấy là cái chất lượng cây anh thấy đánh giá là nó thay đổi không? Thay đổi nhiều. Thay đổi nhiều. Thay đổi nhiều. Thế cái thay đổi này thì anh thấy là do cái thay đổi canh tác rồi cái phân bón ở đây thì anh nhìn thấy cái Sumago nó có giúp cho cái việc giúp nhiều chứ, nó cải tạo được đất em ạ. À thế ạ. Đây này. Nó cái Sumago nó cũng cải tạo đất rồi. Tốt. Nó nó phân hủy phân rồi mà nó cũng giữ được chất đất. Anh ăn cái quả bưởi da xanh ở cái trang trại này cũng như các loại bưởi khác mình thấy nó cái chất bây giờ anh nói không phải là khen cho bác, nhưng tất cả các loại bưởi ở cái vườn cây ông dự thì ở ngoài kia không có cái bưởi nào địch được cái vườn cây ông dự. À hai cái quả bưởi diễn như nhau nhưng ăn chất lượng khác nhau hẳn. À thế thì cái đánh giá đấy là do cái phân do bón, cái cách thức chăm bón rồi chăm bón mình đầu tư vào nó đầu cân đối đúng không, cách thức chăm bón của bác. Về cái sâu bệnh thì anh thấy là anh phun ở đây anh có thấy nó có đây em nhìn thế này nhưng mà không có sâu bởi vì sạch sẽ lắm đúng thực không? Ra là khi nó cứ nhìn cái cây nó khác là mình đã phải xử lý đúng rồi đấy nhưng mà xử lý liên tục cho nên là cây nó không bị bệnh nhiều. Vâng vâng đúng là năm trước em vào thì cái chất lượng vườn kém lắm, bây giờ đúng nhìn thế này thì đúng là mê rồi. Này thế nào ông dự ông ấy một năm ông ấy gọi liên tục lấy Sumago mà bảo quay lại ông này mua cho hay. Hóa ra là cái Sumago nó phân hủy phân nhanh. Vâng, em cảm ơn anh. Okay. Cảm ơn anh Thủy đã hợp tác với lại bác dự rồi thì Sumago để thực hiện một cái vườn nó rất đẹp. Như thế này nó thoáng tự được cái nó tự cây nó nâng cao được cái chất lượng lên đúng không?